Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn là ba cái sản phẩm mà hiện tại là cảm thấy nó ok nhất cho anh em sử dụng thiết bị âm thanh trong gia đình hoặc sân khấu. Thứ nhất là một cái bộ micro. Micro là của DB Cotis là 550, 550 Đây. 550 Bluetooth. Thì cái bộ này nó giá tầm trung. Tầm trung giá là 4 triệu 9 một bộ. Thì cái bộ này mình thấy rất là ổn định cho anh em mới làm show hoặc cho gia đình, anh em đồ là hàng tốt. Thì anh em cũng biết là cái mẫu nó rất là đẹp, cái mẫu 2022 rất là đẹp ha. Đấy, một sản phẩm là micro. Rồi tai mic của nó đây, tai mic của nó bằng kim loại rất là đẹp, rất là nhôm, rất là đẹp ha. Cái bộ này thì rất là nhiều anh em ưa chuộng. Cái một cái sản phẩm thứ hai nữa là một con S690, S690 Pro là cái mẫu mới nhất, mẫu mới nhất của DB Cotis, mic cắm ở đằng sau, mic cắm đằng sau, mic A, mic B. Thì những ngõ ga mình đã đặt sẵn chương trình, có thể hướng dẫn cho anh em cách chỉnh rất là dễ, chỉnh full chỉnh tai chức năng. Đây là input N1, N2, có thể ngõ optical. Anh em mua chính hãng thì nó có mã vạch đằng sau này, thì những cái mã QR có ba cái tem này ha, chính hãng anh em. Rồi thêm một cái thiết bị nữa là không thể thiếu cho một bộ thanh gia đình, đó là cái quản lý nguồn. Này để làm gì? Để hiển thị cho mình biết cái nguồn nó là điện nó bao nhiêu. Thứ hai nữa là đóng ngắt thứ tự, nếu mà cúp điện nó mở lên cũng từ từ. Từ từ. Đằng trước là có cái CB. Nó có hai cái lỗ để cho mình cắm đằng trước. Rồi đằng sau nó có 8 cái lỗ cắm. Hàng này là hàng công ty của DB nên chất lượng rất là an tâm cho anh em sử dụng, cắm không có bị lỏng nha anh em. Đó. Anh em thấy chưa? Cái bộ này, ba cái món này là mình thấy rất là ổn định, bán chạy nhất hiện tại. Đặc biệt là con S690 thì anh em biết là hiện tại nó là hot nhất trên thị trường hiện nay cho anh em sử dụng show cưới hoặc là kẹo kéo hoặc là gia đình gì đó. Nó có ba cái mode, mình có thể chỉnh ba cái mode này, ba cái model này khác nhau, mình lưu lại khác nhau, mình có thể mình nhấn vô là mình sử dụng được. Mình có hướng dẫn anh em rất là nhiều trên kênh YouTube hoặc là TikTok hoặc là Facebook. Anh em cần đặt hàng, anh em liên hệ của số điện thoại là 0974 704444. Vâng, cảm ơn anh em.